người giàu nhất Việt Nam có thêm 13.000 tỷ đồng chỉ sau 15 phút. Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chỉ sau 15 phút bất ngờ tăng thêm 13.000 tỷ đồng là thông tin đáng chú ý về đời sống doanh nhân tuần qua. 15 phút ông Phạm Nhật Vượng có 13.000 tỷ đồng. Một thông tin đáng chú ý về tỷ phú Phạm Nhật Vượng là chỉ trong hơn 15 phút cuối phiên giao dịch ngày 19 tháng 8, tài sản đã tăng mạnh. Nguyên nhân do mã cổ phiếu VIX đạt mức 104.000 đồng mỗi cổ phiếu, tăng 6,2% với mức tăng rất mạnh của VIX. Chỉ trong vòng ít phút, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup tăng thêm 13.151 tỷ đồng. Sau khi chia cổ tức, tổng khối lượng cổ phiếu mà ông Vượng nắm giữ trực tiếp và gián tiếp tại Vingroup đạt 2,16 tỷ đơn vị. Người nhà nhiều xếp ngân hàng bị phạt ngày 20 tháng 8 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với người nhà của lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam, mã chứng khoán VIB, số tiền 70 triệu đồng. Người bị xử phạt là ông Nguyễn Quốc Nghị có liên quan tới ông Hàn Ngọc Vũ, thành viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Ngân hàng VIB. Nguyên nhân do ông Nghị đã bán 250.000 cổ phiếu VIB, tương ứng 2 tỷ 500 triệu đồng mệnh giá cổ phiếu VIB nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Trước đó ngày 19 tháng 8, bà Nguyễn Thị Ngân, người có liên quan đến ông Lê Đăng Khoa, phó tổng giám đốc ngân hàng SHB cũng bị phạt với số tiền tương tự sau khi mua vào 200.000 cổ phiếu SHB mà không công bố thông tin. Tuy nhiên, mức phạt này chưa phải lớn nhất đối với người nhà các lãnh đạo ngân hàng. Ông Trần Ngọc B, người có liên quan tới chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, mã chứng khoán VPB, mua 1.481.200 cổ phiếu VPB, bán 59.000 cổ phiếu VPB trong tháng 1, mua 1.880.700 cổ phiếu VPB trong tháng 2, mua 59.000 cổ phiếu VPB ngày 3 tháng 3 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Ông B đã bị phạt số tiền lên tới 940.350.000 đồng và bị đình chỉ giao dịch chứng khoán trong thời hạn 4 tháng. Đại gia Thanh Hóa lọt top giàu nhất thị trường tuần qua, cổ phiếu SSH của công ty cổ phần phát triển Sunshine Home bỗng trở thành hiện tượng khi tăng trần 10 phiên liên tiếp. Đà tăng này giúp vốn hóa thị trường Sunshine Home của chủ tịch Đỗ Anh Tuấn chạm ngưỡng 28.175 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng nằm trong nhóm những doanh nghiệp có vốn hóa tỷ đô trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông Đỗ Anh Tuấn sinh năm 1975, Thanh Hóa, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị tại SSH. Ông cũng là cổ đông lớn nhất, chiếm đến 65% vốn điều lệ công ty. Tổng giá trị tài sản của ông Đỗ Anh Tuấn tại cổ phiếu SSH tính theo thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 18 tháng 8 là 18.313,75 tỷ đồng. Bên cạnh SSH, ông Đỗ Anh Tuấn còn là chủ tịch công ty cổ phần xây dựng SCG, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Sao Ánh Dương. Nữ tướng Nguyễn Thị Mai Thanh gây bất ngờ giữa tuần qua, cổ phiếu gì của nữ tướng Nguyễn Thị Mai Thanh bất ngờ đạt mức giá cao nhất lịch sử của cổ phiếu này kể từ lúc niêm yết cho đến nay. Thời gian qua, cổ phiếu gì dao động không lớn, nhưng với phiên tăng trần ngày 18 tháng 8, mã này ghi nhận mức tăng 7,27% trong một tuần, tăng 16,57% trong vòng một tháng và tăng 23,6% so với thời điểm đầu năm. Hiện tại, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, chủ tịch công ty này sở hữu 12,2%. Chồng bà Thanh là ông Nguyễn Ngọc Hải sở hữu 5,46%. Hai con bà Thanh là Nguyễn Ngọc Thái Bình và Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh sở hữu lần lượt 1,95% và 1,32% vốn điều lệ Di Corp. Tổng cộng, gia đình chủ tịch Di sở hữu 20,89% vốn điều lệ công ty theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm của Di Corp. Tuy nhiên, cổ đông lớn nhất của Di lại là nhà đầu tư ngoại Platinum Victor GPT.